Vâng, em xin chào cả nhà nhé. Em chào cả nhà đã đến với kênh bán MacBook của em hôm nay này. Bên em thì là rất sẵn các dòng máy MacBook từ Pro 2015 đến các đời như ở Pro 11, 12 cũng có mọi người nhé. Hôm nay em lại lên cho mọi người một con Pro màu gray mọi người nhé. Màu gray, đây là củ sạc 61W mọi người này. Sạc zin, sạc chuẩn, sạc theo máy mọi người nhé. 61W đây đây mọi người này, đó. Rất là đẹp luôn. Máy sử dụng rất là ít mọi người nhé. Đây rồi, sẽ là cái máy của chúng ta đây. Mọi người nhìn này, cái mặt lưng của nó này rất là đẹp luôn mọi người nhá. Không hề tìm được một vết xước, vết gì đâu mọi người nhá. Đó, rất là đẹp. Đây cái cạnh của nó đây mọi người này, máy rất là đẹp mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không? Rồi mọi người, nó nét hơn rồi đây. Đấy, cho mọi người xem lại cái cạnh này nè. Đây mọi người nhìn này, rất là đẹp, nó không hề bị cấn, bị móp gì đâu mọi người nhá. Đây, mặt sau đây mọi người, cạnh sau đây. Máy rất là đẹp mọi người nhá, màu gray. Bản 2 cổng mọi người nhá, 2 cổng Type-C này. Đó mọi người thấy không, một con máy rất là đẹp, mặt lưng rất là đẹp. Mặt sau này, máy zin mọi người nhá. Ốc đây mọi người này. Đấy, từng con ốc rất là đẹp luôn. Chơi có hiện tượng gì tháo lắp mọi người nhá. Con này là model A1708 mọi người nhá. Số IMA đây. Mọi người check giúp em nhá. Đây số IMA của máy. Đó, số IMA của máy đây mọi người nhá. Mặt lưng đây này mọi người này cũng không hề có vết xước đâu mọi người nhá. Mặt lưng rất là đẹp luôn. Rồi, mở cái máy lên. Một con máy sử dụng rất là ít. Đây nha. Cái bệ tì tay này mọi người này, rất là đẹp luôn. Máy dùng nhiều là cái bệ tì tay này nó bị mờ hết đi này mọi người nè. Bệ bên này đây, rất là đẹp luôn. Phím đây mọi người nhá. Phím nét sáng, đẹp. Đấy mọi người thấy không? Phím nét rất là đẹp luôn. Máy sử dụng ít nên là phím nó chưa hề bị bóng hay bị mờ chữ đâu mọi người nhá. Nhìn này. Đó, phím rất là đẹp, rất là sáng, rất là đều luôn mọi người nhé. Máy nó sử dụng được khá là ít mọi người ạ. Vừa rồi không phải, nhưng mà nó sử dụng được khá là ít. Bên nước ngoài mà. Máy Việt Nam mình toàn 1000 lần sạc, mấy 700-800 lần sạc. Máy của người ta thì vài chục lần, vài trăm lần thôi, 100-200 lần thôi. Bên em là máy tuyển mọi người nhé. Tuyển toàn máy bình dùng ít thôi. Máy dùng nhiều sẽ không tuyển đâu, không lấy mọi người nhé. Đó đây màn hình của máy đây mọi người này. Đây mọi người nhá. Con này rất là đẹp luôn, đây mọi người nhìn này. Cái miếng dán ở cái chất ban này này mọi người này. Vẫn còn nguyên này mọi người này. Đó, cái miếng này là miếng dán theo máy từ lúc ban đầu mọi người nhá. Người ta dùng người ta chưa cả lột đi luôn. À, con này đang dán màn hình luôn mọi người nhá. Cái màn hình vẫn đang dán luôn nhá. Chưa lột. Đang dán miếng dán màn hình luôn ạ. Đó. Đang dán miếng dán màn hình. Con này là Mac đang chạy Mac OS Catania mọi người nhá. MacBook Pro 2017 13 inch mọi người nhá. Màn hình của con này là Retina giúp em mọi người nhá. Màn hình Retina. MacBook Pro 2017 màn hình Retina mọi người nhá. Bộ xử lý này 2.3 này, nói kép mọi người nhá. Rất là mạnh mọi người nhá, rất là ok luôn. Đồ họa là Intel Graphics mọi người nhá. Số series đây mọi người này. Đó, mọi người có thể xem số này check trùng vỏ và trùng máy nhé mọi người nhé. Máy chưa thì thay thế sửa chữa gì. IMA là trùng vỏ, vỏ và trùng máy. Ổ lưu trữ của con này là 256 giúp em mọi người nhé. Ổ 256 này. Nguồn điện đây, em sẽ kiểm tra cho mọi người luôn. Test luôn cho mọi người rất là kỹ. Con này mọi người này, chu kỳ sạc mới có 149 lần thôi mọi người nhé. Tình trạng sạc pin là bình thường này mọi người này. Đó, rất là ok, dùng với em khoảng cái độ gần 4 tiếng mọi người nhá, gần 4 tiếng. Máy rất là ok mọi người nhá. Sử dụng khoảng gần 4 tiếng ạ. Báo cáo hệ thống này. Test màn hình luôn mọi người nhá. Màn hình Retina mà cực kỳ đẹp, tí em sẽ vào YouTube và test kỹ cho mọi người.
máy rất là ok luôn. Máy bên em thì đều có bao test và bảo hành đầy đủ nên mọi người cứ yên tâm mọi người nhé. Đó, đây màu trắng đây mọi người ơi, rất là đều màu luôn nhé, không hề bị ám lưu ảnh lưu màu gì đâu mọi người nhé, không bị ám lưu ảnh lưu màu như icon gì đâu, rất là ok mọi người nhé. Thay đổi màu luôn cho mọi người xem này, màu xanh này, đó. Màu vàng đây mọi người ơi, màu vàng nó hay dễ nhìn ra lỗi từ màu vàng lắm mọi người nhá. Đây là màu rất là đẹp luôn mọi người này. Rồi sẽ camera này mọi người ơi. Camera rất là ok mọi người nhá. Có thể FaceTime rồi các kiểu rất là ok. Trong mát thì camera nó cũng chưa được tốt lắm đâu mọi người nhé. Nói chung là camera thì là đủ dùng thôi. Rồi bây giờ sẽ vào YouTube luôn mọi người nhé. Hay mọi người thích nha. Thôi gọi vào YouTube luôn nhé. Cái này thì bên em đã test kỹ để từ ấy rồi. Từ phím rồi các kiểu test hết rồi mọi người nhé. Máy đã tự recovery này rồi. Giờ reset về tình trạng sản xuất rồi mọi người nhé. Liên rất là yên tâm. Máy không hề bị iCloud hay là iCloud hay là MDM mọi người nhé. Đó, máy đã recovery về xuất xưởng rồi nên là rất là yên tâm. Đó, mọi người thấy không? Loát rất là mượt này mọi người này. Tết web thì nói chung là quá ok luôn, xem phim thì gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Riêng dòng Mac về âm thanh, về màn hình của nó thì là khác biệt so với phần còn lại mọi người nhé. Đấy là em nói thật, riêng về màn hình Retina của Mac nó sẽ khác biệt so với phần còn lại luôn. Sao full loa mọi người nhé, âm thanh rất là hay luôn. Biết yêu nhau để làm gì không? Không biết nữa. Yêu nhau cười áo cho nhau. Rất là mượt mọi người nhá, tích phát được luôn mọi người này, rất là ok luôn. Đây mọi người nhé, rất là hay, âm thanh rất là ok mọi người nhé. Rồi đó, em sẽ test video 4K cho mọi người xem này, rất là đẹp luôn nhé. Nhưng màn hình Retina của Mac thì chả có gì để chê cả đâu mọi người nhá. Màn hình Retina quá là xịn sò con bò luôn. Riêng màu sắc cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Đó mọi người thấy đấy, riêng về âm thanh và hiển thị của Mac trên màn hình Retina và âm thanh của Mac thì rất là hay mọi người nhé.
âm thanh cực kỳ ấm luôn. Nếu mà ai đang cần mua một con MacBook tầm quanh quanh 10 triệu mọi người nhé, con này là bản i5 RAM 8 ổ 256 giá 10 triệu mọi người nhé, thì là liên hệ trực tiếp ngay cho em mọi người nhé. Đó, liên hệ qua số điện thoại em có lưu, có nói chung là liên hệ qua số Zalo ấy, em có ghi vào phần bình luận và mô tả mọi người nhé. Rồi em xin phép mọi người là em kết thúc video ở đây.